phát của Pepperdine với Adi Melon, Helena Friend, Jane Enwaba, Megan Haki và Maggie Vick. Ejim thì sẽ có 3 trận đấu cho đội tuyển quốc gia Canada nên là sẽ vắng mặt trong thời gian tới đây của những trận đấu đến từ Gonzaga. Cái này cũng đã được thông báo ở trên fanpage của đội bóng rồi. Những trận đấu của đội tuyển Canada sẽ lần lượt là gặp nào đây nhỉ? Cờ này. Hungary, Tây Ban Nha và Nhật Bản ở vòng loại Olympic 2024. Cầu nhanh như một đội khác luôn á, thì có hôm này cũng phải có hôm nọ. She's playing with Team New Zealand, looking for the same thing. Lisa said it's great experience for these ladies. Lauren đang xào măng rắn em. Vừa làm vừa xem cũng được, nhưng mà cẩn thận không cháy nhé. Thank you, AJ. And AJ's been extremely busy lately, going the extra mile. She's going to be talking about that at halftime. There's a big. Vãi cả lại bán rồi, còn 17 điểm cơ mà, thoải mái đi. Không sao, không sao, 17 điểm cơ mà. Nay thì lượng cổ động viên tới với The Channel cũng đang là tương đối đông. Lũ linh nha. Em vừa đi chợ vừa xem luôn. Thế em đi đường cẩn thận nhé. Mình đi đường thì mình nghe thôi cũng được. Về nhà xem tiếp. Bây giờ sẽ là tip-off và bóng dành cho các cầu thủ Pepperdine. Rồi, chúng ta cùng điểm danh con số quen thuộc trước khi bước vào trận đấu này nào. Con số 25. Lần điểm danh có lẽ là cuối cùng của năm cũ 2023. Quả ném 3 chưa thành công và sẽ là bóng lên dành cho Gonzaga. Làm cơm cúng sớm à, mình làm buổi trưa nên là mình xong trận mình mới ra làm. Rồi, hello anh em mọi người nha. Thảo Vy cầm bóng vào trong, một tình huống floater, chưa có điểm được ghi nhưng có offensive rebound. Tranh cướp bóng tương đối quyết liệt và sẽ là một cú bóng luân phiên và trọng tài chỉ bóng xuống dành cho Gonzaga. Hôm nay với việc thiếu đi Ejim cũng sẽ thiếu đi một ngòi nổ cũng như là một đối trọng với các trung phong đối phương ở trong khu vực hình thang. Nhưng có lẽ mình nghĩ là Gonzaga lo được. Hai bên cũng là một lựa chọn hiệu quả trong khu vực này. Hai bên. Đây là Maxwell, một tình huống cắt and shoot 3. Chưa có 3 điểm đầu tiên được ghi. Rebound dành cho các cầu thủ Pepperdine. Cũng về Việt Nam chưa? Vừa về xong. Vãi cả gút sang tốt ấy. Đột phá vào trong. Their head coach Kelsey Kaiser in her first season. Trying to get something going, you know. Pepperdine coming off of, you know, they're looking for a win. It's hard to get that. Ném mid range. Tiếp tục chưa có điểm. Hai đội đang tương đối khởi động hơi nguội tay trong trận đấu này. Lâu bận bình luận viên Doraemon nhé. Từ khi bắt đầu WCC thì Gonzaga họ chưa thua bất cứ trận đấu nào. Thảo Vy có khoảng trống nhưng mà chưa ném quyết định chuyền bóng. Đây là Hyman. Thảo My đột phá vào trong. Có khoảng trống cho một cú ném mid range. Tiếp tục đột phá, lay up tay phải gây 2 điểm dành cho Thảo My. Và tận dụng screen hay đến từ My. Và có một tình huống tiến vào trong khu vực hình thang để ghi 2 điểm đầu tiên của trận đấu này. 2-0. Vãi không anh Tâm Trần đánh sáng. Ngày hè đúng quá không cãi được. Đây là cầu thủ mang số 10 bên phía Pepperdine. Số 10 và tên là gì nhỉ? Đột phá vào trong, một cú ném mid cũng chưa có điểm luôn đến từ đội bạn. Áp sát rất nhanh và cướp bóng đến từ Gonzaga. Thảo Vy chậm lại từ Vy. Hai bên. Đây là Maxwell. Maxwell có screen, một cú ném mid và 2 điểm tính dành cho tình huống pull up vừa rồi của Maxwell. Hôm nay với việc thiếu đi Ejim thì khả năng đánh trong pain của Gonzaga cũng sẽ yếu hơn. Và có lẽ họ sẽ tận dụng những cú đánh vòng ngoài nhiều hơn. Đây là Maggie Vick. Đột phá vào phía trong đã có lỗi của hai bên. Người vừa cầm bóng trong tiếng vừa rồi đó là Megan Haki.
Right, it's the fastest release I've seen in all these years being around. It is, and to that point, you don't know. It almost does look like she's going to pass it, and it just transfers right up. Số đó là 4-0 đến Gonzaga. Record ở WCC đang là 9-0 đến từ Gonzaga, còn đội bạn đó là Pepperdine đang có record là 1-8. Thảo Vy rebound, đường chuyền nhanh dành cho hai bên ở phía trên. Trọng tài xác định là có lỗi kéo tay, lỗi là của Magivic. Great transition by Hybens. Good job running out, running in the center of the court. Kaylee seeing her, getting her the basketball. Bóng biên dành cho Gonzaga. You know, Hybens had to kind of control that and come down. Vì là người inbound. Hybens tiếp tục là Hybens đột phá và lấy hai điểm không thành công nhưng sẽ đem về hai quả ném phạt dành cho Gonzaga. This Gonzaga team last year led the nation, I believe, at 40.5% from behind the three-point line as a team. They're at 40.4 this year, which indicates they're not as good. Hôm nay Hybens sẽ là lựa chọn thay thế cho Ejim. With Eliza Hollingsworth's ability to pop out and of course Brenna Maxwell, it's hard to imagine this is not the best shooting team in the country. Hybens cũng là một cầu thủ rất cao 6'3", một pha thành công. They've got a senior in Ivan Ejim playing an incredible senior year, so most so those shots are getting taken from the inside where they would maybe you know maybe get a few more from the outside. Hai phạt được một thôi. Áp sát nhanh và bóng lên dành cho cao thủ Pepperdine. And oh by the way, Yvonne did. Cái thông tin của đối thủ của Gonzaga cái này thì mình cũng không có nhiều, nên là cũng chưa dám đề cập thì nhiều lắm. Chỉ biết là đang khá biết bát ở WCC và cả record tổng thôi. Đột phá vào trong. Có tới 3 người của Pepperdine nhưng họ vẫn đang gặp khó khăn trong việc ghi điểm và vẫn chưa có điểm số được ghi. Rebound dành cho Thảo My. Vy cầm bóng lên. Vẫn đang là Thảo Vy quyết định chậm lại và đợi đồng đội dâng cao. Eliza. My nhận bóng. Đây là Maxwell. Đưa lại cho Thảo Vy. Vẫn đang luân bóng rất mượt đến từ Gonzaga. Hiếu xin bóng ở phía trong của Eliza. Eliza không có một tình huống contact tốt và bị block mất rồi. Đột phá, đến vào rổ, lay up, không có điểm số đầu tiên được ghi, nhưng họ có offensive rebound. Tiếp tục là phòng ngự tốt đến từ Gonzaga, bóng đi đâu rồi, bóng đây rồi. Ejim về tập trung đội tuyển quốc gia Canada nha. Kelly Stock cùng với Destiny Barton là những cầu thủ sẽ được tung vào sân. Hiệp đầu thứ nhất còn 6 phút 26 giây. Great move, nice power play. The ball just kind of rattled in and out. Tough break there for Pepperdine. Anh bếp được 10 quả ba nhé. Thảo Vy có khoảng trống này, Vy tiếp tục luân bóng. Kalistok bây giờ là quả ném 3 điểm. Hơi thiếu lực của Thảo Vy nhưng vẫn có rebound dành cho Gonzaga. Lỗi đến từ Pepperdine. Tiếp tục là Vy. Destiny Burton đang dựng screen. Đột phá vào phía trong. Lay up rất tự tin và hai điểm tính dành cho Thảo Vy. Một pha đột phá thẳng vào khu vực bằng rổ của đối phương và không ngần ngại một chút nào cả. Rất mạnh mẽ, tỷ số là 7-0. Đội bạn 5 phút không ghi điểm rồi. Đường truyền ra vị trí của số 13 bên phía Pepperdine đột phá và lại bị mất bóng. Đó là pha xử lý của Marshai. Kelly Stock. Vãi cả anh biết 11 quả 3. Phá kỷ lục luôn đi. Làm 15 quả 3 luôn. À 14 quả chứ. Mà chắc thầy cơ không cho phá kỷ lục đâu. Đây là một pha contact rất hay đến từ Vy. Destiny Burton đường truyền vào trong dành cho Eliza. Eliza xoay sở hay và đem thêm 2 điểm nữa dành cho Gonzaga. Mọi thứ vẫn đang tương đối nuột nà dành cho Gonzaga trong trận đấu này. 9-0 rồi. Khả năng cũng là một trận đấu không quá khó. Tiếp tục đột phá ở phía trong, đường truyền ra ngoài. Bây giờ sẽ là điểm số đầu tiên được ghi dành cho Pepperdine. 29.
Maxwell, Eliza cắt and shoot 3. Chưa có 3 điểm được ghi nhưng rebound dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Tiếp tục là Maxwell, đường truyền ra ngoài, Kelly Stokes pump fake. Tiếp tục là Kelly Stokes tiến vào trong, đường truyền hơi khó cho Destiny Burton nhưng vẫn có rebound. Destiny Burton không lấy được 2 điểm nhưng vẫn đang là nỗ lực rebound và trọng tài chỉ bóng xuống dành cho Gonzaga. Và sẽ có một tiếng gọi timeout. Hollingsworth the catch and finish. Zags up 9-2. We're just underway in Spokane. Cũng ok mà, phòng ngự được, rebound được. Chỉ cái là hơi nhát ném thôi. Hôm trước vừa làm một quả 3 xong. Ném được quả 3 mà chị em ở ngoài ăn mừng như kiểu vô địch vậy. Vui. Inbound của Vi. Hyburn. Thảo My ở ngoài. Quay lại với hiệp đấu thứ nhất. Một tình huống bị block của mình. Ném bóng dành cho Pepperin đột phá rất nhanh và lấy về thêm 2 điểm nữa dành cho đội khách. 4-9, khoảng cách là 5 điểm thôi. Thời gian hiệp 1 còn 4 phút. Thảo Vi. Kalistok. Đang luân bóng tương đối trôi chảy. Một tình huống ném mid-range chưa có điểm được ghi. Và bóng lại trở lại với Pepperin. À nhầm, Pepperin. Đọc tên một lúc đọc sang cả thuốc đau bụng. Chuyền của Magivic. Vẫn đang là một lối đánh thủ zone đến từ Gonzaga. JNM Waba. Một quả ném 3 ngay. 3 điểm tính với cú bank shot của các cầu thủ Pepperdin. Khoảng cách còn 2 điểm. Một cú run 5-0. 7-9 rồi. Cũng không đơn giản lắm nha. Đột vào trong của My. Chuyền ra ngoài. Đây là Kelly Stokes. Một quả ném 3. Chưa thành công. Mọi thứ có vẻ lại không được trôi lắm rồi. Đưa bóng vào phía trong. Và lấy thêm 2 điểm nữa. Và tỷ số được cân bằng 9 đều. Một cú đan 7-0. Thảo Vi cần phải chắc bóng hơn trong những tình huống tấn công. Hyburn. Destiny Burton một cú mid-range. Ghi 2 điểm tốt của Destiny Burton để ngắt được chuỗi đứng điểm của Gonzaga. 11-9. Hai phút 30 giây, chắc là tại thôi đọc nhầm đội bạn sang tên thúc đau bụng, đội bạn tự ái. Cướp bóng tốt từ Kalistok, đường chuyền nhanh của Thảo Vi, nhưng My không đủ tốc độ để thực hiện một tình huống cướp bóng vừa rồi. Rất khỏe, em Hoa Ba quá khỏe. Masai. Well, and that's what the Waves need to do, right? If they want to come in and compete and play against a Gonzaga team, they've got to win every 50-50 ball. They've got to fight like we just saw there. There was a turnover, but then they got it right back. Một quả ném 3 không thành công. Rebound của Thảo My. Tiếp tục là My. Đột phá vào trong, không có một ai theo kèm cả. Và lay up ghi 2 điểm nữa dành cho Thảo My. Một tình huống đột phá rất đơn giản của Thảo My khi mà khu vực hình thang tương đối trống trải. 13-9. My có điểm số thứ tư, cười rất tươi. Cách là 4 điểm được tạo ra. Gonzaga coverage of the game brought to you by Premiera, proud partner of the Gonzaga basketball team. You know what I love so much about these Gonzaga guards is their ability to penetrate into the key. Thắng 22 điểm. Ảo nhỉ. Hôm qua thắng 23 điểm, hôm nay thắng 22 điểm. Không biết là bây giờ có phải vào form không? Hy vọng là thế. Or a little floater jumper inside. That's what cũng được 4 trận thắng thông rồi đấy. Rồi, chúng ta tập trung vào trận đấu của Gonzaga và Pepperdine nào. 1 phút 40 giây cuối của hiệp 1. Khoảng cách đang là 4 điểm dành cho Gonzaga. Chạy cắt hay. Nhưng phòng ngự cũng đang rất rát từ Gonzaga.
Không có lỗi, thời gian tấn công còn khoảng độ 10 giây. Đột phá step back, ném 3 điểm. Quỹ đạo đẹp nhưng mà bóng đi quá mạnh. Đó là pha ra tay của cầu thủ mang số 0, đó là Andy Melon. Bree đưa lại cho Hyman. Tiếp tục là Bree. Bree có screen. Thảo My nhận bóng. Thảo My đang tạm thời gian nghỉ. Quả ném 3 ngay của Thảo My. 3 điểm tính với một cú ném rất tự tin đến từ Trương Thảo My. Một bước lên. Sau đó là một cú pull up ném 3 điểm ngay. Không có nhiều sự do dự trong tình huống ra tay vừa rồi, khi không có quá nhiều tình huống theo kèm ở trước mặt của My. Thủ tốt nhưng mà My chưa cướp được bóng, đội bạn vẫn cầm được. Đột phá vào trong của Melon. Magivic, một tình huống thả floater từ rất xa và đương nhiên là không có điểm. Bóng dành cho My. Một cách đã được cạo thành 7 điểm rồi. 20 giây cuối sẽ là đợt tấn công cuối cùng của hiệp 1 trận đấu này. My là người đang cầm bóng. 10 giây. Có screen, đột phá vào trong. Đưa bóng cho Hyman. Hyman bị phạm lỗi và sẽ là hai quả ném phạt dành cho Hyman. By Kaylee, back dribbling out, seeing there's a mismatch for Maud down low. She's like, I'm just going to throw the ball up, let Maud catch it. And drew a foul, and now she's at the free throw line. And again, I'm impressed with the upperclassman's maturity in that, you know, you're not off to the normal offensive start. Một phạt không thành công. Hôm nay hai bên đã trượt hai quả phạt rồi. Ném hai được một. Cách đang là 8 điểm. Pepperdine còn 6 giây để thực hiện tiêu tấn công cuối cùng này. 2-1. Và đó là quá chậm. Hình như là không kịp tính điểm thì phải. À đâu, vẫn tính à. Có lẽ là điểm số không được tính thì phải. Khi mà shot clock đã hết, chúng ta cần phải xem lại tình huống quay chậm, xem là họ có kịp ghi điểm hay không. Vẫn là 17-9 thôi. Và điểm số không được tính dành cho Pepperdine. Ngồi xem rồi lát không biết ai nấu cho ăn. Mẹ làm cơm cúng con ngồi xem bóng rổ. Tôi làm trong trận này tôi vẫn ra nấu cỗ mà. Nấu hơi muộn tí. Muốn điểm danh đi chị em lên tiếng á. Được. Mấy điểm danh lại số 25 xem nào. Mấy điểm danh đông mà. Như vậy là điểm số không được tính cho Pepperdine vẫn là 9-17 thôi, khoảng cách 8 điểm dành cho Gonzaga. Và chúng ta bước vào hiệp đấu thứ hai. Thả bóng vào trong, một pha thủ tốt từ Maxwell. Yeah, Mesher and Malone, number zero. They're both playing with a lot of fire and intensity for their Pepperdine. Đó, đông mà. Một tiếng đánh dập vào trong và lấy hai điểm tốt từ pha xử lý cá nhân vừa rồi của trung phong bên phía Pepperdine. 11-17. Ross in her first bucket. Hyman. Thảo My. Có khoảng trống dành cho Brice Salabian và quả ném 3 rất tiếc là bóng trắng ra ngoài nhưng có off rebound và ghi 2 điểm tính dành cho Eliza. Một tình huống rebound tấn công rất nhanh. TDQ nha. Melon. Melon có một cú ném mid range không có điểm được ghi. Rebound dành cho Bree. Thảo My tiếp tục là người cầm bóng chính bên phía Gonzaga trong thời gian mà Thảo Vy đang không có mặt trên sân. Hyman. Maxwell, một tình huống cắt and shoot 3 rất nhanh và trọng tài bắt 3 lỗi, à quên lỗi, 3 phạt. 3 phạt dành cho Maxwell. She doesn't get enough pub. She doesn't. This is a really great basketball player.
Phải nói thật là Maxwell có những hình dáng, hình bóng ném những quả ba điểm cắt and shoot rất giống với Clay Thompson ngày xưa. Nó đúng chất của một shooting guard luôn ý. Chạy chỗ và có những cú ném thật nhanh và không mất nhiều nhịp nhồi bóng. Nó kiểu bao hàm luôn cái kỹ năng 3&D. Ôi, trượt hai phạt từ Maxwell. Ảo thế nhỉ. Vừa bảo giống Clay xong thì chắc là phản đối ra ném trượt hai phạt. Ơ trượt ba phạt. Sao thế nhỉ? Maxwell ném trượt cả ba quả phạt. Chết rồi, tại tôi, lỗi tôi. Đi so sánh Maxwell với Clay Thompson. Đấy là Maxwell dỗi ném trượt ba phạt luôn. Tâm trần này đi ăn sinh nhật. Hôm nay sinh nhật Clay mà. 48 of 51 on the year before those. Yeah. Holy smokes. I think she just said to Stokes when she sat down on the bench, did I just miss all three of those? Never happen again. Chắc là tại tôi ấy, lỗi tôi. In 30 years you can call her and say Brenna shoot some free throws. She wouldn't miss three in a row. No, she would not. And Waba. There's Waba. Phá thủ tốt nhưng vẫn chưa cướp được bóng. À đây cướp được rồi. Trọng tài thổi lỗi bên phía Pepperdine. And we see Gonzaga doing a much better job defensively, having their hands in passing lanes. They've gotten a tip on every basketball on the defensive side here. Đúng rồi, lỗi tôi. Lần sau hứa không so sánh với Clay nữa. Pass tries to get across and nope, there's a nice little tip. So sánh với Curry thôi. By little, creating a turnover. Two fouls on Maggie Vick, two on Brian this quarter. Đây là Bree. Bree Salenby. Bounce to the baseline. And now Kaylee. Đang luân bóng rất mượt đến từ Gonzaga, có khoảng trống chưa ném, tiếp tục luân bóng. Nhưng đó là một tình huống chạy bước. Một tiếng chạy bước của Bree. Luân bóng kỹ quá cũng không phải là một điều quá tốt. Yeah, next time she will. Cái gì? Yeah. Corey Joseph bị trade sang Pacers là sao? Cái vụ đấy tôi chưa biết nha. Malone. En Waba. Thủ tốt đến từ Gonzaga và cướp lại bóng từ hai bên. Thảo Vy đã quay trở lại sân. Angelito. Mi nhận bóng. Có screen từ hai bên. Thảo Vy. Esther Little. Esther Little. Eliza. Eliza ủi vào trong. Tiếp tục là Eliza nhưng pha lay up thì hơi thừa lực của Eliza. En Waba. Đường truyền có khá nhiều khoảng trống, một cú ném mid nhưng vẫn không có điểm được ghi. Rebound của Hyburn. Cả đội đều đang tấn công không tốt trong đầu hiệp đấu này. Mới có 2 điểm được ghi của Pepperdine mà thôi. Thảo My. Screen từ Hyburn. Một cú pull up ném mid range. Chưa có điểm được ghi dành cho Thảo My. Vừa rồi là lỗi của Eliza. Tell you what, I like Emerita Mashere. I do too. She does good things on both ends. You see that great box yes. out there? Yes. She's a strong, hardworking player. She's seeing those angles. She's getting to the rim. She's got to the rim twice. Hai còn 7 phút. Had a couple of jumpers defensively doing good things for her team. From Helsinki, Finland. En Waba. To Malibu, California. Đường truyền sang vị trí của Malone khá trống trải nhưng bị theo kèm bởi Thảo Vy. Cross country skiing. To the land of surfboards. Một pha chạy đáy khá tốt nhưng lại bắt bóng không chính xác. Đó là pha turnover của Helena French. Eliza. Cú ném mid không thành công của Eliza. Được chuyển lên và lại là quá mạnh. Tiếp tục turnover từ Pepperdine. Cả hai đội đều đang tấn công khá đau mắt. Đều chưa có điểm số được ghi trong hiệp đấu này ngoại trừ hai điểm đầu tiên được ghi bởi Pepperdine trong hiệp đấu thứ hai.
Như vậy là Elia Brubaker vào sân. Just checked in for Pepperdine. Shoots it well, 39.3% from three on the year. Cắt đèn số 3 vẫn chưa có điểm tính. Quả ném 3 không thành công của Thảo My. Bây giờ là quả ném 3 của đối phương cũng trượt luôn. Thủ hay. Không biết do hai đội thủ gắt hay là do hai đội tấn công chưa tốt. Đường truyền dành cho Destiny Burton và hai điểm đầu tiên được ghi cho Gonzaga trong hiệp thi đấu thứ hai này. Đội bạn gọi time out luôn. Kiến tạo là của My. Và cầm bóng lên rất nhanh và đường truyền hợp lý. Y đã hút được hai người theo kèm và tạo khoảng trống mình. Đã quay trở lại với 5 phút 50 giây còn lại của đấu thứ hai. Khoảng cách đang là 10 điểm cho Gonzaga, 21-11, điểm số đang khá thấp. Malone là người cầm bóng. Đây là Brubaker. Khả năng phòng ngự của Gonzaga thì vẫn đang được thể hiện một cách rất tốt khi mà họ thủ zone khiến cho đội bạn gần như không có nhiều khoảng trống tấn công. Chạy backdoor tốt và ghi 2 điểm từ cầu thủ mang số 4. Đó là Elena French. Thảo Vy. Eliza. Maxwell ném 3 ngay. Chưa có 3 điểm được ghi. Tiếng rebound là của Jolin Josh. Malone. 0 for 3 from the free throw line, 1 for 3 from the floor. Tiếp tục là Malone đối mặt với Destiny Burton. Một cú ném mid range chưa có điểm số được ghi. Rebound từ Eliza. She's the type of player that could bury 7 threes in a quarter. Vy đang cầm bóng lên. Đưa bóng cho Kelly Stokes. Hôm nay Vy cũng tương đối ít ném. Thảo Vy đột vào trong, step back mid range. Rebound của Eliza, sau đó thì đem về 2 điểm dành cho Eliza. Những pha off rebound vẫn rất quan trọng đến từ số 12 của Gonzaga. 23-13. Ross. Một tình huống ném khó khi mà Thảo Vy đã theo kèm rất rát. Đó là tình huống dứt điểm không thành công của Brubaker. Maxwell vì 2 giờ back. Tiếp tục là Maxwell tiến vào paint, lay up. Không có điểm, cũng không có lỗi. Destiny Burton có rebound. Thảo Vy ném 3 điểm thành công. Một tình huống ra tay đầy tự tin của Thảo Vy. Quá lạnh lùng. Có khoảng trống và ngay lập tức tận dụng thành công với một quả ném 3. Điểm số thứ 5. 26-13, khoảng cách 13 điểm được tạo ra. Đột phá một block dành cho Eliza. Free cùng với hai bên vào sân. Bảo mà, từ từ tay nóng lại ngay. To a place like the McCarthy Athletic Center when they got athletes who can, you know, have offensive rebound putbacks like that. Malone inbound. Đội bạn cũng ném 3 nhưng mà trượt rồi. Rebound từ Bree. Thảo Vy. Maxwell. Đây là Bree. Hỗ trợ từ hai bên. Vẫn đang gặp khó khăn, đường truyền hơi khó và sẽ là bóng lên. Ivone hôm nay không có mặt nha. Về đang đánh đội tuyển quốc gia Anh ở luôn. Đánh Olympic cho Canada. Bros. Em Waba. Tiếp tục là Waba. Đột phá vào trong, quá khỏe, quá nhanh, nhìn lực vãi trường. Em Waba nhìn thế thôi nhưng mà cao có 1m78 thôi, không phải là quá cao. Nhưng mà nhìn khỏe thực sự. Bree phối hợp tốt và Calistoke lấy 2 điểm nhẹ nhàng. Cứ vậy thôi, cứ đánh nhẹ nhàng vậy thôi là có điểm rồi. 28-15. Seven zags have now scored.
Masai, Masai đột vào trong, lay up tay phải tốt và hai điểm được ghi dành cho Pepperdine. 17-28. Thảo Vi. Bree đưa bóng lại cho Vi, có khoảng trống, chưa ném. Đột phá vào trong, phối hợp cùng với Callisto. Vẫn là Callisto chủ động contact và đem về hai quả ném phạt dành cho Gonzaga. Những tình huống di chuyển hút người và tạo khoảng trống cho đồng đội rất hay đến từ Thảo Vi. Zags 2 of 7 from the free throw line in this first half. 28.6%. Not typical. And Stokes from Redondo Beach, California. Một pha thành công. I don't know exactly where Redondo Beach is, but I'm assuming it's down in the LA area. Yeah, probably not far from Pepperdine or I was thinking America. Southern California somewhere, yeah. Hai phạt đều chính xác từ Kelly Stokes. 29-17. Anh em 30-17 rồi. Khoảng cách đang là 13 điểm. Malone. En Waba. Chuyền ra ngoài cho Bros. Gọi screen từ En Waba. Vẫn đang là En Waba đột vào trong. Rất khỏe, kích ra ngoài. Malone một quả ném 3 điểm. Thành công đến từ cú ra tay của Malone. 20-30. Bree chuyền lại Thảo Vi. Mi cũng đã quay trở lại sân. Tiếp tục luân bóng từ Gonzaga. Kelly Stokes chuyền ra ngoài. Không có lỗi, Hyman phải đánh lại từ đầu rồi. Có khoảng trống, cut and shoot 3. 3 điểm tính dành cho tiếng ống ra tay của Thảo Vi ở góc 90 độ. Trực diện và một quả ném 3 không ai theo kèm. Và đó là 3 điểm thành công. Cú ném 3 điểm thành công thứ hai của Thảo Vi trong hiệp đấu này. Điểm số thứ 8, 33-20. En Waba, một tình huống đánh cận rồi, đang tìm thấy trở lại. Quả ném 3 này đi không thành công từ Bree. Tranh chấp quyết liệt nhưng bóng vẫn dành cho Pepperdine. Đúng rồi, Gonzaga có bạn Lauren đánh cho New Zealand, đúng rồi. Hôm qua cũng vừa thấy thông báo. Anh nhầm, hôm kia ấy. Cướp bóng hay từ Calisto. Đường chuyền nhanh. Đây là Bree. Bree chậm lại. Đường chuyền ra có khoảng trống. Đây là một đường chuyền nữa. Một quả ném 3. Back to back 3 by Thảo Vi. Bang bang bang. Back to back 3. 11 điểm của Thảo Vi trong hiệp đấu này. Trong đó có 3 quả ném 3 thành công. 36-22. Vào zone rồi. Cướp bóng tốt từ Gonzaga. Đưa bóng tiếp tục cho Vi nào. Đang hot hand. Vi quyết định chậm lại 10 giây. Có khoảng trống. Quyết định không ném. Đưa bóng cho Mi. Bây giờ là Bree. Bree ném 3 điểm. Không thành công. Có rebound của Thảo Vi. Chuyền ra tiếp. Một quả ném 3 nữa. Vẫn trượt. Không sao. Khép lại hiệp đấu thứ hai, tỷ số là 36-22. Khoảng cách đang là 14 điểm cho Gonzaga. Một hiệp đấu rực cháy của Thảo Vi với 9 điểm và tất cả được ghi ở ngoài vòng bán nguyệt. 3 quả ném 3 thành công. Trong đó có 2 quả liên tiếp. Rồi, chúng ta sẽ bước vào giờ nghỉ. Làm nhẹ một bài bản nhạc. Ngồi tâm sự với nhau trong ngày cuối năm nha. Well, I think they're getting too many easy looks. Our defensive field goal percentage has improved because we aren't giving up easy baskets. And it seems like I know they banked in a three and they had a couple other, but like there's a couple of brain farts on our side that are defensive mistakes, and those have led to baskets every time. So we need to shore up the defense a little bit. I think their offense, they're trying to pressure us. You know, offensively, we've been okay. We take away 20 points a game and score 36 is whatever, right? But I think it's the defensive errors more. What is your message to the team at halftime, I guess, outside? Well, I think we need to stop. Và Pepperdine. That those people who out there who vote for the AP. Đây là ngôi sao trong hiệp đấu thứ hai của Gonzaga với 9 điểm và 3 quả ném 3 liên tiếp thành công.
Mang giấu thông tin mình quá, không, cái này là, cái này là phải giấu không? Không giấu không được. Lâu tí lý giờ nha. Rồi chúng ta quay lại việc đấu thứ 3 giữa Gonzaga và Pepperdine. Tỷ số đang là 36-22, khoảng cách là 14 điểm dành cho đội chủ nhà. Được chuyền vào trong cho Eliza, bắt bóng không dính lắm và pha layup chưa có điểm được nghỉ. Mọi người điểm danh lại số 25 để chúng ta bước vào hiệp đấu thứ 3 nè. Tỷ số đang là 36-22. Cầu thủ đã ghi điểm số 1 bên phía Gonzaga vẫn đang là Thảo Vy với 11 điểm ghi được. Quả ném 3 ngay, thiếu lực, rebound dành cho Maxwell. Đường chuyền nhanh lên phía trên, đây là Thảo Vy có khoảng trống hai bên, đưa lại cho Mi. Mi đối mặt với Enwa 3. Có screen, tiếp tục là Thảo Mi, đưa ra ngoài dành cho Eliza. Maxwell, Maxwell đột vào trong, liên tục luân bóng, một quả ném 3 chưa thành công. Nhưng rebound dành cho cầu thủ đội bạn. Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại hiệp đấu thứ 3 nha. Ejim hôm nay mình nhắc lại lần nữa là không có mặt ở trận đấu này vì đang bận về tập trung đội tuyển quốc gia Canada thi đấu ở vòng loại Olympic. Đột vào trong, lấy 2 điểm không thành công. Nhưng lại có rebound và 2 điểm tính dành cho Pepperdine. À nhầm, Pepperdine. Lại đọc nhầm thành thuốc đau bụng rồi. 36-24. Thảo Vy. Maxwell cut and shoot 3. 3 điểm tính dành cho cú ra tay của Brina Maxwell. Cái số 19 trước tên của Gonzaga là sao á? Đó là rank ở NCAA nha. Gonzaga đang đứng thứ 19 ở NCAA. Đột phá lấy 2 điểm tốt từ Enwa 3. Anh Biệp dẫn đoàn cầu đánh ác quá. Lý do là không có clay đấy. Không có clay mới đánh được thế. Maxwell một quả ném 3 nữa. Và back to back 3 của Maxwell. Và thậm chí đó là N1. N1 dành cho Maxwell. Brina bảo là clay tuổi. Dám so sánh Maxwell với Clay. Tôi quá tội lỗi. Quá sai ở tình huống vừa rồi. Quá sai trong hiệp 1. Và Maxwell đã tự vả vào mặt mình. À nhầm, mặt tôi, quên mất. Maxwell đã vả. Anh Tâm bận đi ăn sinh nhật. Ném mít có 2 điểm được ghi. Đó là pha ghi điểm của số 31. Tên gì nhỉ? Magen Haki. Maxwell đưa bóng cho Eliza, đường chuyền ra góc không độ, cắt đen sút 3 từ Thảo Vy và 3 điểm nữa được ghi dành cho Trương Thảo Vy. 3 point from corner. 3 điểm từ góc không độ đến từ Thảo Vy và đó là quả ném 3 thành công thứ 4. Hiệu suất 3 đang là cực kỳ cao. vòng loại thì chắc là không đâu. Đợi ở vòng chính nhé. 46-30. Maxwell. Thảo Mi. Tài vừa thổi lỗi phòng ngự đến từ Pepperdine. Đến lúc này thì Vy đã có cho mình 14 điểm rồi. Hiệu suất ném 3 đang là cực kỳ cao. Field goal là 4/5 từ ngoài vòng bán nguyệt. It's an automatic foul. So Maggie Vick goes out. She's replaced by number 12, Holly Griffiths, a freshman from Melbourne, Australia. Oh, big shot by Burton. Vừa có lỗi với Eliza mà sẽ là hai quả phạt. Did you see that? Yeah, I didn't know if it looked like Griffiths didn't. Nobody was yelling screen. She had no idea it was coming, and she hit Destiny Burton just like a brick wall. And number 33, KK Brody comes in. Megan Harkey goes out. Hollingsworth at the line. Harkey picked up that foul. That's her third. And this is what I like to see. Một pha thành công. Tôi vừa phải chạy ra xem nồi măng
xem nó có bị cháy không, hay có bị trào không. 48-30, khoảng cách là 18 điểm. Lô tiến Bryant nha. Anh qua 3. Mash Madness đánh một game rồi cũng hên xui thật, nhưng mà đánh ba không thành công. Như thế nó cũng là tạo ra một cái đấu trường nó tương đối là căng thẳng và cân não của Mash Madness, làm nên thương hiệu rồi. Vẫn đang tiến vào trong, lấy hai điểm không thành công. Rebound từ Destiny Burton. Thảo My có khoảng trống, quyết định đột vào trong của Thảo My, lấy hai điểm rất đơn giản dành cho My. My cũng đã có điểm số thứ 6 ngày hôm nay. Tất cả là những cú layup. 50-30. 20 điểm rồi. Có lẽ tiếp tục là một game đơn giản của Gonzaga mà thôi. Chúng ta đột phá mà không mắc phải quá nhiều những sự truy cản đến từ hàng thủ của Preperdins. Đó là lý do tại sao họ đang có record 1-8 ở WCC. My 9 điểm, quên, lộn. My 9 điểm, có một quả 3 nữa rồi, quên mất. Một phá vào trong, một cú ném bánh shot và ghi thêm 2 điểm nữa dành cho em Waba. Destiny Burton đã có lỗi và hai phạt dành cho Destiny Burton. Đường chuyền rất nhanh là của Thảo Vy. My là 9 điểm, Vy là 9 điểm nha. À quên, Vy 14 điểm, My 9 điểm. Tiếp tục là một pha no look pass của Thảo Vy. Shot fake, hold her ground, smart basketball move. And now she has a chance to earn it at the stripes. Destiny with 4 points, 2 rebounds, 2 assists tonight. Hôm nay thì Vy đang có 14 điểm, 2 kiến tạo, 1 rebound. Còn My đang có 9 điểm, 1 steal, 2 rebound. À nhầm, 3 rebound, 2 kiến tạo. Một pha tốt của Destiny Burton. Not surprised. Zags only recruit great players. Hai phạt đều chính xác. Có khoảng trống. Một quả ném 3 ngay. Bóng khá lệch. Và rebound dành cho các cầu thủ Pepperdines. Tiếp tục là Malone cầm bóng. Đưa lại cho em qua 3. Vẫn là em qua 3. Ở trong có Bros. Bros đang bị theo kèm. Thời gian không còn nhiều trong shot clock. Một quả ném 3 nữa. Và lần này vẫn trượt. Rebound dành cho Maxwell. Ném không thành công là của Marshall. Thảo My. Đây là Kelly Stock. Đưa bóng lại cho Thảo My. Pump fake. Đột vào trong. Một đường truyền cho Eliza và lấy 2 điểm. Tương đối đơn giản dành cho Eliza. Với một tiếng chuyền bóng khôn ngoan của Thảo My. Khoảng cách 22 điểm. En qua 3. Malone. En qua 3, một quả ném 3 điểm ngay. Không có 3 điểm được ghi vào rebound từ Kelly Stock. Chậm bóng từ Calisto đưa cho Thảo My. Destiny Burton. Maxwell. Thảo My. Vẫn đang liên tục là những đường truyền phối hợp với nhau. Cú ném 3 ngay của Thảo My quỹ đạo rất đẹp. Và đó là 3 điểm nữa được ghi dành cho My. Time out rồi. Time out đến từ Pepperdine. Khi mà khoảng cách là 24 điểm và đó cũng là quả ném 3 thành công thứ 2 của Thảo My. Điểm số thứ 12. Những cú ném rất mượt từ góc không. Hóa ra là ở mẽo người ta cũng uống Aquafina. Trận sau mặc màu hồng á, thế à? Được quá nhỉ. Lại với 3 phút cuối của hiệp 3 nào. Khoảng cách vẫn đang là 15 điểm dành cho các cầu thủ Gonzaga. À đâu, 25 điểm chứ, nhầm. Shot clock violation. Một pha mắc shot clock violation trong hốt hoảng của các cầu thủ Pepperdine. Thảo Vy đã quay trở lại sân.
so many different levels, right? Just tiếp tục là Vi đã có lỗi. In the tournament, what their record is overall, like there's so many different levels. That's why I think it's so hard to gauge which team was better than the other. Very different. Như vậy là đã phạm đủ lỗi đồng đội đến từ Pepperdine và họ sẽ nhận những quả ném phạt. Nếu phạm lỗi với Gonzaga bây giờ là hai phạt cho Vi. Một pha thành công, điểm số thứ 15. When you say all around, do you mean with versatility? Do you mean they can play many styles? Like what do you mean? Versatility. Versatility. Hai phạt gọn gàng của Thảo Vy và điểm số thứ 16. 16 điểm của Thảo Vy ngày hôm nay. Rất hiệu quả. What's their Achilles heel? A little bit of Enguaba. I think, you know, like they're good. Enguaba và Ezolito. They had an edge to them. They had a fight. A little bit of like, you know, we want this more than you. Double team luôn. Đường chuyền vào trong cho Bros nhưng bóng bật ra vị trí của Malone. Enguaba cần phải ném ngay nếu như không muốn mắc shot clock violation. Cú ném mid không thành công, rebound cho Hybern. Ezolito bóng trở lại với tay của Vi. Thảo Vi phối hợp cùng với Pri. Hỗ trợ từ Hybern. Đây là Kelly Stokes. Pri, Pri đột vào trong, đường chuyền ra ngoài. Quả ném 3 ngay của Hybern chưa thành công rồi. Nỗ lực rebound không thành công của Kalisto ngã khá đau. Thi đấu tương đối hustle. Ngã đau nhưng mà cười vẫn rất tươi. Mà Kalisto sẽ tạm thời được cho ra nghỉ, thay thế bằng Clyde O'Connor. Put the name on the map for women's basketball, you know, and like, hey, we're here to play. We belong. Let's go do this. Where, you know, the teams continued that legacy on, and now everybody knows about. Đây là Bros. Bros đột vào trong lấy hai điểm tốt từ Bros. 36-61. Thảo Vy. Đây là Bree. Phối hợp rất tốt ở backdoor và đó là một tình huống pick and roll cực kỳ ấn tượng của Hybern cùng với Bree. 36-63. Ui, có con số rồi nhưng mà hôm nay thì sổ số nó nghỉ mất rồi, không đánh được. Đột vào trong lấy hai điểm không thành công nhưng vẫn đang là bóng dành cho cao thủ Pepperdine. Trọng tài thổi bóng lên dành cho Gonzaga. Một phút cuối của hiệp đấu thứ ba. Thanks, AJ. And I think some of that obviously is coach speak because Lisa Fortier is a competitor. She is. She doesn't think that she can't beat any other coach in the country. I guarantee you that. Yep. And I'm sure she loves this team to a point where she's willing to put them up against anybody. Eliza quay trở lại sân trong một phút cuối này. Absolutely. And that's why they're such a technically sound team too, because they've got a very technically sound coach. Yeah, so I don't know. Let the debate continue. Cùng với đó là cả Thảo Mi cũng vậy. Thảo Mi cũng đã quay trở lại. This against what the men have done. You know that team that went to the Final Four in 2017, that very first team. That's probably the best team that's ever been assembled here. You know, but again, Thảo Vy, thật cũng biết cả quánh. Cái gì cũng phải biết chứ. Biết tí, mỗi thứ biết tí. Có khoảng trống một quả ném nữa. Lần này thì không thành công rồi. Ném hơi mạnh của Thảo Vy. Mi lại vừa bị ngã, hơi đau. Tình huống mà Mi ngã xong mất phương hướng luôn, không biết mình đang phải kèm ai. 11 giây, Enguaba, Enguaba ủi vào trong, không thành công. Ôi, buồn cười vậy. 1 giây, không kịp làm gì cả. Một pha xử lý tương đối là hài hước của Enguaba. Và xử lý rất hài hước, không muốn cười nhưng mà buồn cười quá. Tỷ số cuối cùng của hiệp đấu thứ 3 là 36-63. Nghiêng về Gonzaga khoảng cách là 27 điểm. Rất an toàn, 27 điểm vào hiệp 4 chắc cũng không còn nhiều thứ để xem nữa. Rồi, chúng ta quay lại với hiệp đấu cuối cùng của trận đấu này. Quả ném 3 ngay của Maxwell không thành công. Hiệp 4 giữa Gonzaga và Pepperdine. Tỷ số đang là 36-63. Nhưng về phía Gonzaga khoảng cách 27 điểm.
Vách có lẽ là tương đối an toàn rồi. Tiến sân của Gonzaga đang có Thảo Vi, có Destiny Burton, có Thảo My, có Eliza và Maxwell. Đừng chuyển bóng vào trong, lấy 2 điểm. Không đơn giản cho lắm, bóng đi ra ngoài. Không có 2 điểm dành cho em qua 3. Được rebound là của Eliza. Bóng biên dành cho Pepperdy. Em qua 3 đột vào trong. Lần này thì Farley Hupp vẫn trượt, nhưng đã có lỗi. Tiểu phạm lỗi với số 31, đó là Megan Haki. Vậy là có 2 phạt cho Megan Haki. We're not getting prepared during West Coast Conference, right? So now we need to create these scenarios and practice. Phá thành công. Okay, so you create it where you say, okay, we're down. You're down 3, and there's what 40 seconds left on the clock. What play are Hai you running? Chính xác. And you 38-63. To get comfortable in those late game situations, because you know that's going to happen in NCAA tournament. Thảo Vy, đường chuyền ra ngoài, có khoảng trống. Eliza thực hiện một quả ném 3 điểm thành công. Rất nhẹ nhàng và thêm một kiến tạo dành cho Thảo Vy. 66-38. Mọi người nếu như còn đang ở lại hiệp 4 này, giúp mình thả số 25 điểm danh lần cuối nha. Sẽ là con số điểm danh lần cuối trong năm Quý Mão 2023. Lần điểm danh cuối cùng. I'm going to be on the winning team, and maybe they do a tally system, right? That just keeps going. Who's, you know? I don't know. I'm not making any judgments. I'm just playing devil's advocate here. Why do we always got to throw money at people? Cold hard cash. Thảo My. Yes. I don't know. I love this team's ability. Tiếp tục là Thảo My đưa bóng cho Maxwell. And if somebody's having a bad night, there's like 4 others that. Got screen to Destiny Burton. Yep. And if you can shoot the 3, you can hang with anybody. Đột phá lay up tay trái, 2 điểm tính dành cho pha xử lý khôn ngoan vừa rồi đến từ Thảo My. Những pha lay up hôm nay của My đang cực kỳ tín. Cũng là 14 điểm của My rồi. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã điểm danh. Vẫn còn rất đông. Trong ngày 30 Tết này, nhớ mùng 2 nhé, được, yên tâm, nhớ mà. Lấy 2 điểm tốt đến từ em qua 3. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã điểm danh và vẫn còn ở lại đây rất đông để đồng hành trong hiệp đấu cuối cùng của trận đấu này. Cũng là trận đấu cuối cùng trong ngày 30 Tết. Destiny Burton, ui hay quá. Xoay người fade away, bank shot ghi điểm luôn từ Destiny Burton. Khoảng cách là 30 điểm luôn. Footwork rất hay. Malone. Em qua 3. Malone cùi vào trong. Vẫn đang tương đối khó khăn để tấn công. Mùng 2 5 giờ đúng rồi. Ôi, mùng 2 5 giờ tức là nếu mà hát là hát vào lúc 6 giờ đấy. Vậy hát 6 giờ sáng là hơi chối nha. Angelito. Angelito đã bị phạm lỗi. And a whistle here. And a stoppage with 7:29 to go. Comes Callie Stokes for Burton. Một tình huống nhứ để đội bạn phạm lỗi khá hay của Angelito. And going out Addie Malone, and she's replaced by Emerita Macher. Inbound của Thảo My, cùng đá mid range chưa có điểm. Masai vẫn đang thủ rất rát từ Gonzaga mặc dù họ đã dẫn cách biệt 30 điểm rồi. Em qua 3. Cú reverse không tốt đến từ Pepperdy. Đột phá vào trong, pull up bị phạm lỗi từ Maxwell và sẽ là 2 quả ném phạt. Hai phạt cho Maxwell. You miss 3, you want to get back to the line and get that taste out. Of course, she hit one with the 4-point play. She did. And Vic just fouled out, Maggie Vic. So she fouls out with 6 points, 2 rebounds.
Brenna Maxwell at the free throw line. Coming in 94% on the season. And now pha thành công for the game. She'll probably hit like 40 in a row now. Hai pha chính xác từ Maxwell. Yeah, she probably will. 72-40. Like honestly, chung là có lẽ mọi thứ cũng đã an bài rồi. Em có 3. 32 điểm cách biệt. Tiếp tục là một trận đấu đơn giản nữa. Mình chuyền xuống góc không. Ở phía trong có người. Em qua 3 ở ngoài. Cắt bóng rất nhanh từ Maxwell. Cơ hội ghi thêm điểm dành cho Gonzaga. Maxwell đột phá, lay up không được. Phản lép tay trái nó hơi thiếu xoáy. Phản công dành cho Pepperdine. Một tình huống chủ động bỏ đến từ Thảo My. 42-72. Nhìn cái dáng ngồi của Thảo Vi. Bú tè vậy, nhìn rất trợ búa. Đột vào trong, pull up ném mid range. Cờ bóng lại tráng ra ngoài, hơi tiếc, vẫn còn. Vẫn đang là Mi. Đưa lại dành cho Maxwell một cú floater thiếu lực. Bóng trở lại với Pepperdine. Bây giờ chuyển qua dáng ngồi nàng tiên cá rồi. Đột phá khá nhanh nhưng lay up thì không có cảm giác. Điều thứ hai thì đã bị phạm lỗi. Bây giờ sẽ là hai quả ném phạt dành cho Holly Griffin. Gonzaga thay một tổ luôn, thay bốn người. Thay nguyên một tổ. Nhìn chiêu thật. Maxwell, Ezelito, Thảo My cùng với Eliza rời sân. Một phạt không thành công đến từ Griffin. Đây là Griffith, không phải Griffin. Ném hai được một thôi. Thảo My đang cầm bóng. Tình huống chuyền bóng nó hơi bất cẩn của Thảo My và cả một tình hơi chủ quan của hai bên nữa. Malone vẫn đang thủ giáp và Clyde O'Connor là người cắt được bóng. Thảo My cầm lên. Vẫn đang là Thảo My đường truyền nhanh. Tiếp tục là một pha xử lý hơi ẩu của Thảo My. Vừa vào sân cái làm hai turnover rồi. Có vẻ là tâm lý ngồi bãi biển đang hơi chill. Một cú mid range không có điểm được ghi. Rebound dành cho Bree. Đường truyền nhanh vào trong. Hai bên lấy hai điểm rất nhẹ nhàng. Đúng một pha đàn lát cực kỳ mượt của Gonzaga. Turned her ankle as bad as you'll ever see in her previous game against Pacific. Has not practiced much all week, but swelled, but really bruised up. She's out there. She missed enough time with those knee injuries. Yeah. Brubaker. She's not gonna give Brubaker up. Đột vào trong, lay up không có điểm được ghi. Bóng trở lại với Thảo My. She looks like she's running well, but thời gian còn 4 phút thôi. I'm sure she still feels some pain in that ankle. Trọng tài vừa thổi lỗi tấn công của Kelly Stokes. Offensive foul. Như vậy là có một tiếng gọi tham ao. Chúng ta sẽ quay lại với khoảng 4 phút cuối của hiệp thi đấu cuối cùng này. Trận đấu giữa Gonzaga và Pepperdine. 4 phút cuối, khoảng cách đang là 31 điểm dành cho Gonzaga. Brubaker. Quả đá 3 ngay của Brubaker khá lệch. Rebound dành cho Hyburn. Hyburn tự dưng mất bóng. Pha xử lý hơi chủ quan của Hyburn và đem về hai quả phạt dành cho em qua 3. We get to watch one of the best programs in the country year in, year out play.
We've got Eastern Washington down the road. Yep. Got Washington State. Yeah. And the job that they've done down there, Cammie Etheridge. And yep. Like, there's some really, really high level women's basketball being played real close to sport. Một phạt không thành công. It's fun to see and just the opportunities that have been there, and then, you know, now the opportunity to continue to play after college too. Phạt hai chính xác. Khoảng cách được kéo về con số là 30. Yeah, that's it. Let's go. Em có ba sau khi ghi điểm cũng đã rời sân luôn. Thời gian còn 3 phút 30 giây. Những phút có lẽ là mang tính thủ tục thôi. Bree. Một quả ném 3 ngay. Thêm 3 điểm nữa được ghi dành cho Trương Thảo Vy. Một ngày thi đấu quá hot hand. Quả ném 3 điểm thành công thứ 5. Hiệu suất là 5/8. À 5/7. 19 điểm của Thảo Vy ngày hôm nay. Hôm nay là một cái tay quá ngoan của Thảo Vy. Spin move. Không có 2 điểm được ghi. Destiny Burton là người rebound. Tiếp tục cầm bóng lên từ Vy. Ghi thêm điểm nào, làm 20 cộng. Đang có 19 điểm rồi. Screen từ Destiny Burton. Hyman. Thảo Vy. Đột vào trong từ Bree. Reverse layup hay, và 2 điểm tính dành cho Bree. It's hard not to root for her. 79-44, 35 điểm rồi. Angelito vào sân. Suffered through, I think, back-to-back knee injuries. And here now finding. Đúng là khi về với rổ nhà thì ném vẫn rất tin tay. Đường truyền ra góc không. Brubaker. Brubaker ném airborne. Rebound của Bree. Ezolito. Destiny Burton. Sau tiếng vừa rồi thì Vy cũng đã ra nghỉ rồi. Destiny Burton. Một cú mid-range. Không có điểm được ghi. Nhưng bóng dành cho Claire O'Connor. Và 2 điểm nữa được ghi dành cho Gonzaga. 81-44. 37 điểm cách biệt. 2 phút cuối. Mỗi khi giờ với The Kennel thì Gonzaga luôn blue out đối phương rất mạnh. Mid range. Không có điểm được ghi. Rebound từ Bree. Được chuyền hơi khó. Minutes and contribute and do what she's been doing. It is not easy. Maud Hybens goes out. Callie Stokes replaces her. Ah, there's only a minute 41 to play. And the Zags have hit their season average tonight, even without Marlon. Một phút rưỡi nữa thôi. And their defense holding this Pepperdine team to 44. Brubaker. Và cướp bóng của Claire O'Connor. Cầm bóng lên rất nhanh. Cơ hội ghi thêm điểm vẫn đang là Claire. Đường truyền rất đơn giản để ghi 2 điểm nữa dành cho Bree Sullivan. 83-44. Điểm số và khoảng cách lại dần được kéo ra. Nãy bác nào bảo có kèo trừ 42.5 ấy nhỉ. Kéo vẫn cứ liên. Bây giờ khoảng cách là 39 rồi. Đường truyền vào trong. Có 2 điểm được ghi dành cho Pepperdine. 83-46, khoảng cách là 37. Destiny Burton. Angelito. Vẫn là Angelito, đường truyền hay. Destiny Burton, một pha bank shot chưa có điểm nhưng rebound cho Claire. Và sau đó là 2 quả phạt dành cho Claire O'Connor. Lùng ào 40 điểm cho tròn. O'Connor just coming in. And they're banging, right? Yeah, just getting it done. She had some great assists and pass running the floor. She got a steal on the other end. Claire O'Connor cũng là một cầu thủ rất xinh bên Gonzaga, nhưng mà xinh thật nha. Bộ của góc nghiêng xinh vậy. Xinh thực sự. To me, it's a scream to the coaching staff. You better get me more minutes. I'm right. Ui, một phạt không thành công rồi. Look what I can do. Yes. 83-46, Bree Salambine checked out.
Ui, trượt hai phạt nhưng mà lại có rebound. Ừ, cây rebound rồi. Tá xịn là một tình huống bóng luân phiên, bóng lên dành cho Pepperdine. Ui, cười. Chết rồi, mềm, xinh quá. Xinh thực sự. Malone đột vào trong. Ném mid không thành công. Harry, à quên nhầm, đây là Destiny Burton. Thì đọc nhầm thành Harry Burton. Ezelito và 17 giây, chắc là guy back time thôi. Guy back time và bóng sẽ được dừng. Bảo dừng bóng rồi mà cứ thích tranh bóng là thế nào nhỉ? Rồi, trận đấu khép lại. Thắng lợi 83-46. Thắng lợi 83-46, khoảng cách là 37 điểm dành cho Gonzaga. Trong một trận đấu mà Thảo My và Thảo Vi đều có những trận đấu có một tay ném rất ổn. Thảo My hôm nay có 14 điểm, ném 2 quả 3 thành công, field goal 6-11, cùng với đó là 3 steal 3 rebound. Anh là 1 steal 3 rebound 3 kiến tạo. Còn với Thảo Vi hôm nay có 19 điểm, ném 5 quả 3 thành công, field goal 6-10, 3 kiến tạo, 2 rebound, 1 steal 1 block. Rồi, như vậy là trận đấu cuối cùng của Gonzaga trong năm 2023 âm lịch. Năm Quý Mão đã khép lại với thắng lợi giòn giã 83-46. Và cũng là ngày cuối cùng của năm cũ rồi, 30 Tết rồi. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Thập Cẩm TV, cùng với mình trong quãng thời gian đã qua, cùng với Gonzaga trong năm âm lịch này. Hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng trong năm, ngày 30 Tết. Cũng xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người cùng với gia đình có một cái Tết vui vẻ, ăn Tết nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Còn bây giờ thì thay mặt cho Thập Cẩm TV gửi lời chào đến tất cả mọi người và chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong trận đấu tiếp theo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mùng 2 Tết, trong trận đấu tiếp theo của Gonzaga. Còn nếu như anh em xem NBA thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai luôn, sáng ngày mai mùng 1 Tết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người. Bye bye. Time now to announce tonight's player of the game, presented by A to Z Rental. No job is too big or too small. With 8 convenient locations, we rent everything. Let A to Z Rental be your most valuable player. It's Kaitlin Tronc tonight, 19 points, 6 of 10 shooting, 5 of 7 from 3, couple of rebounds, 3 assists. We go to A.J. Howell now with our player of the game. Hey, Greg, yeah, here with Kaitlin now. He just said your stat line, which is always impressive, always consistent, but we know that you're a team player. You guys were leading by 14 points at halftime, going to win by close to 40. What does that say about your team's ability to adapt? Yeah, I think, you know, again, I've said this so many times, but I feel like that's what's so great about Gonzaga basketball. We share the ball and everyone can step up. Cười xinh đấy, đang định off để đi ra nấu cỗ nhưng mà phỏng vấn xinh quá. Xem lại thôi. Xem nốt rồi đi nhá. Chúng ta xem nốt phỏng vấn nha. Tôi đang định off stream để đi nấu cỗ nhưng mà thấy phỏng vấn này tôi lại phải nán lại. Obviously, knock on wood, this could be like if say Vonny does foul out or you know, happen to like injury. No, I'm not going to speak into that, but it just shows that we can show up on any night and we have players that can step up in the absence of Vonny. So congrats on the win. Thank you. Greg, back to you guys. Thanks, AJ. Rồi, như vậy là màn phỏng vấn với MVP trận đấu đó là Thảo Vy cũng đã khép lại, và chúng ta cũng